À, cái gì đây? Dương Cảnh, anh cho em hỏi chim phân nước không khuân cám sống có phải không hợp cám không ạ? Không, không hợp cám ấy, thì các bác nên hiểu thế này này. Nếu như con chim mà nó ăn cám vào mà nó uống nước bình thường, nó bình thường là không phải, nhưng mà nó uống nhỉnh nước hơn, ví dụ thông thường một ngày nó uống khoảng nửa cốc nước đấy, tầm tầm đấy, nhưng mà nó vẫn đi là vẫn vẫn khuôn, có khuôn khổ nhưng mà nó đi dạng cát, thì đấy là con chim không hợp cám, chính xác nhá. Đấy, còn nếu như mà con chim mà nó đi phân sống mà cái kiểu như là nó uống nhiều nước ấy, thì nó là bị đau bụng, thì bác nên xem rõ là hai tình trạng nào. Bác Dương Cảnh nhá, Tấn Phát, sao chim em song lông không ăn mồi tươi nữa? Nhờ bác thấy điều này rất nhiều, hầu như là tới 60-70% là anh em đều bị tình trạng này, tức là khi có chim thay lông thì nó ăn mồi tươi bình thường đúng không ạ, nhưng mà khi song lông thì nó không ăn nữa. Đó, đó là cái quá trình anh em trong lông anh em cho ăn mồi tươi hơi nhiều, vượt quá ngưỡng của con chim. Đấy, đâm ra nó bị nhàm cái thức ăn nhá, thì nó sẽ không mồi tươi nữa. Và có nhiều con ấy, là khi mà thay lông xong mà anh em nó lại không ăn mồi tươi, bỏ đứt luôn. Nhiều khi anh em để đói nó ăn một vài ba con ấy. Còn nếu như mà có cám có trái cây, nó ăn cám trái cây thôi, không ăn mồi tươi, điều này anh em bị rất là nhiều, cho nên con chim nó sẽ không đạt thể trạng. Về cơ bản thì hiện tại thời buổi bây giờ trong con chim theo buổi công nghệ thì anh em thấy là có hạt cầu cao này, rồi cao cấp hơn là có hạt thảo dược côn trùng này, thì anh em cũng không lo vấn đề này. Thế nhưng mà đây là một cái vấn đề mà đáng lo ngại trong quá trình mà anh em nuôi nuôi chim sóng lông. Thì hiện tại bây giờ thì rất nhiều anh em là chia sẻ nuôi con chim theo công nghệ rất nhiều đấy, nhưng mà bản thân em là người gọi là nuôi mọc lên đấy, cho nên là cái gì cái là mình cứ đi từ cái cơ bản, đi từ cái gốc rễ rễ lên. Chứ còn về tất nhiên thì trong cái quá trình chơi mà đặc biệt là đánh vé càng to giải càng lớn thì mình ít nhiều là phải có cái thủ đoạn, nó thật thế, ít nhiều phải có cái thủ đoạn ở trong đấy. Chứ còn nếu mà cuộc chơi mà không có thủ đoạn thì nó cũng cũng khó lắm đấy, nói thật. Nhưng mà về cơ bản như em ấy là hơn 80% là em nuôi con chim theo truyền thống, nuôi theo thủ công và nuôi theo cái đơn giản. Chứ còn em lại không không đi theo cái phần kia. À, Tuấn Trần cho anh hỏi cách bố trí lồng cho chim ngoái để em. Bác Tuấn Trần ơi, những con chim ngoái thì em đã chia sẻ rất là nhiều. Những con ngoái thì em thấy là phù hợp nhất là những cây lồng sinh, đó là phù hợp nhất, hoặc là tối thiểu nhất là phải là cây lồng Thái. Còn lồng vuông thì em thấy không hợp nhiều. Tất nhiên thì cũng có con nó chịu lồng, tại vì những con chim ngoái đại đa số là nó phải hợp lồng và hợp thế cầu. Đấy, các bác Tuấn Trần nhá và một số anh em ở đây, đại đa số là những con chim ngoái hợp lồng và hợp thế cầu thì nó chịu, còn không là thua. Đấy, nhưng mà đại đa số thì em điều trị những con ngoái thì em hay sử dụng những cây lồng sinh, và tối thiểu nhất là phải cây lồng Thái. Thứ hai là phải độ cầu. Đấy, đầu tiên là phải độ cây cầu. Thứ nhất là nên đậu độ những cây cầu bán kính to ra. Đấy, đầu tiên là phải đỡ cái bán kính cầu ấy là nên độ to ra. Đấy, anh em nên 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 phải độ to ra. Thứ hai nữa ấy là phải nâng cây cầu lên. Đấy, tối thiểu nhất là trong cái lồng là phải nâng lên tầm từ 3 phân rưỡi cho tới 4 phân. Đó là độ cái cầu ấy, bác Tuấn Trần nhá. Tiếp theo nữa là một cách nữa là anh em cắt cái nậm. Tôi không có cái lồng đây. Anh em cắt cái đầu nậm ấy, kéo cái lồng lên cho nó cao lên, thì các bác độ làm sao cả cầu cả lồng cho con chim nó cao hơn cái lồng của đối phương ấy từ 5 cho tới 7 phân, là khi có chim nó đấu nó chúi đầu xuống ấy, nó găm xuống để nó đi đối thủ ấy. Thì vì sao, vì sao thế? Tại vì 100% tất cả những con chim ngoái đại đa số là những con chim rất hay và giữ chim. Đấy, cho nên là khi các bác đưa cái lồng cao lên, nó có chim nó chúi xuống thì nó sẽ hạn chế ngoái rất là nhiều, và hầu như là trị được tới 90%, có con 100% trong quá trình thi đấu. Bác Tuấn Trần nhá, được chưa? Minh Thông Đặng, chào anh, em có con chim ma trắng chập dàn 7 lần rồi là anh ok, nhưng gần đây nó cắn đuôi phải làm sao chị ạ? Dạ, những con cắn đuôi thông thường là con chim rất dữ nhá. Thì thứ hai nữa là bác nuôi con chim ở tình trạng bị stress và đang thời gian nuôi chim theo cách chuồng lồng. Bác Minh Thông Đặng nhá, những con này thì bác nên nuôi nó ở cái lồng 60 là tối thiểu, mà không là phải 80. Thứ hai là tuyệt đối không được chuồng lồng. Thứ ba nữa là phải tắm hàng ngày, ok chưa? Tiếp theo là về trái cây ấy, là anh em nên cho ăn trái cây vừa phải nhá, đừng cho ăn trái cây mà nó tinh bột nhiều quá. Minh Luyến, anh cho hỏi đổi cám cho chim như thế nào để an toàn không bị sốc cám và đổ lông ngại, em cảm ơn. Để mà đổi cám thì các bác đổi thế này, trong thời gian từ con khi con chim báo lông cho tới khi con chim hoàn thiện bộ lông, ok chưa? Đó là cái thời điểm nhá, là một giai đoạn này. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn các bác đổi cám an toàn nhất mà không cần phải suy nghĩ, đó là thời điểm từ khi con chim báo lông để thay lông
cho tới khi con chim hoàn thiện bộ lông thì các bác đổi cám bất cứ giờ nào cũng ok, không sợ gì cả. Tại vì do thời điểm đấy các bác có đổi cám, nó đổ lông thì vẫn bình thường, không sao cả, đúng không ạ? Còn thời điểm mà con chim đã hoàn thiện bộ lông mà đã vào lửa mà các bác muốn an toàn thì các bác cho chim nhịn một ngày, chỉ cho ăn chuối thôi nhá, để cho nó đào thải cái cám cũ ra ngoài. Và sau đó thì tùy nồng độ cám, nếu mà cám nhẹ thì các bác có thể sang thẳng, còn nếu mà cám mạnh thì các bác có thể trộn một nửa cám cũ và một nửa cám mới và bắt đầu chuyển dần qua, rất đơn giản và an toàn. Bác Minh Luyến nhá. Anton An Bình, anh cho em hỏi, em có con chim bung áo lồng uống nước ít, chùm áo lồng uống nước nhiều đi phân nát, có cách nào gì không? Chứ bung áo ngoài chim không căng được. Em cảm ơn bác ơi. Không phải là không căng được, nhưng mà về cơ bản là bác chăm con chim chưa đạt. Bác Anton An Bình nhá, nói đem nó thẳng luôn đấy, là bác chăm con chim chưa đạt, chứ không phải là bác bung áo lồng mà con chim không căng được bác ạ. Nhá, thứ nhất ấy là em nói về vấn bác cái này. Đầu tiên ấy là bác nuôi con chim, cơ địa của bác đó là con chim có hệ tiêu hóa yếu nhá. Thứ nhất là con chim bác mà mở áo lồng phơi nắng hoặc để ở ngoài là con chim nó đi phân khô, chỉ ở phân chín đàng hoàng, nhưng chùm lồng là uống nhiều nước và đi phân nát, đó là những con chim có hệ tiêu hóa yếu. Điều này chứng tỏ là bác nuôi con chim bác chùm lồng quá nhiều, và thông thường là bác hay chùm những con chim này là mất gần nửa ngày, một ngày mà ví dụ là ban ngày có thể là bác chùm gần nửa ngày đấy, đẹp thật. Em không cần bác nói nhiều, nhưng mà với con chim bác là bác bình luận ở đây này, em khẳng định với bác 100% là cái chế độ bác chăm như thế nhá. Thứ hai nữa ấy, là những con chim như thế thì em hỗ trợ luôn là bác nên nuôi nhốt nó ở những nơi mà có nhiệt độ cao hơn một tí, đừng bao giờ đưa vào trong cái phòng mà nó nhiệt độ nó quá mát nhá. Ví dụ như nhà tắm thì những con đấy bác đưa lên cao một tí thì cái nó sẽ nhiệt độ nó cao hơn. Thứ hai nữa ấy, là bác nên để ở gần cửa thì bao giờ là sẽ có ánh sáng vào thì con chim nó sẽ bình hơn và nó dễ ổn định hơn. Thế còn bác những con chim này bác nuôi trong mát mà bác chùm lồng như thế thì không bao giờ nó ok ổn định được ạ. Còn cái vấn đề căng lửa là bác chùm lồng thì con chim nó sẽ căng lửa rất nhanh, nhưng em đảm bảo bác những con chim bác nuôi như vậy đánh không bao giờ bền. Thứ hai nữa là dễ xỉa lông ngang và hay đập mặt, bác An Toàn Bình nhá. Cho nên các con chim mà bác nuôi mà mở áo lồng ra ấy, là nó chậm lửa hơn, thế nhưng mà lửa bền và chuẩn. Đấy, con chim nó an toàn, bác An Toàn Bình nhá. Anh hỏi đường ruột kém phân nát nước không phải giỏi dạn, những con này thì các bác phải lựa chọn rất là khó nhá, rất là khó là các bác phải tìm kiếm cái dòng cám, tìm cái dòng cám là cái lượng đạm vừa phải. Thứ hai là cái dòng cám đơn giản thì con chim nó sẽ hiệu quả hơn. Thứ hai là cái chế độ mà bác chăm ấy là các bác nên cho ăn chuối cà rốt, tăng cường cho nó nhiều hơn, nên ăn chuối cà rốt tăng cường nhiều hơn. Thứ hai là các bác mà nếu như mà khu vực nhà bác mà có cái quả nàng nàng ấy là thường xuyên lấy cho nó ăn thì nó sẽ cải thiện. Đấy, bác gấu TV nhá. Võ Bà Đức, chim đi thi vòng 12 mắc bô là lý do sao vậy thầy ơi? Những con chim mà qua vòng 10 mà mắc bô ấy, đây là trường hợp rất đen đủi và xui. Bác Võ Bà Đức nhá, đây em nói thẳng luôn đấy. Không phải là con chim của bác quá dở, cũng không phải là cái vấn đề mà trình độ con chim kém, nhưng những con chim mắc bô đây là những con chim rất xui. Tại vì các bác biết là có những con chim quấn thật căng, quấn rất tốt, tự nhiên quay con mắc bô lại, đó là thời điểm rất xui. Và một số anh em cuốc vào chân gọi là quá oan uổng. Có thể những con mắc bô là gì? Những con bùa mắc bô ấy là đại đa số là những con bị bức chim. Đó là đầu tiên. Thứ hai nữa là các bác nuôi chim bị bón. Thấy chưa? Bị bón. Thế nên tình trạng mắc bô này là có hai ngưỡng. Một là các bác nuôi con chim bị bón, tức là cái hệ tiêu hóa con chim ấy là nó không được đào thải tốt. Đấy, thứ hai là con chim đã già thì khi nó chưa đào thải được có nhiều con chim ấy là nó ỉa không ra, nó quay lại mắc bô cũng có. Thứ hai nữa là tình trạng do cơ địa con chim. Các bác nuôi cái tình trạng là con thúc con chim quá nhá. Thúc con chim quá. Có thể là bằng mồi tươi, có thể là bằng cái gì đấy, đúng là thế, quá nhiều. Đâm ra con chim nó đào thải không kịp. Mặc dù con chim muốn căng. Đấy, nó bị tình trạng mắc bô. Bác Võ Bà Đức nhá. Cho nên các bác thấy tình trạng mà một số anh em lạm dụng cái mồi tươi ấy. Thấy chưa? Là con chim quánh rất là hỗn chim, rất hỗn. Nhưng mà cái tình trạng xỉa lông mắc bô là thông thường là hay ra. Tất nhiên thì có nhiều con chim ấy là các bác chăm nhiều mồi tươi, nhưng mà cái chế độ anh em nó có thể là nó hài hòa được thì nó có thể nó vượt qua cái ngưỡng đấy. Nhưng khi mà anh em cho ăn nhiều mồi tươi quá, thúc lửa nó mạnh quá, hay là bằng một cái sản phẩm gì đấy nó quá nhiều mà anh em không biết xả này,
chế độ mùi trái cây nó không phù hợp đối với sản phẩm đấy là đảm bảo các bác là bóc bô ngay. À, bác bảo Đức nhá. Không, cái bị bón ấy là bác nên điều chỉnh về cái dòng trái cây ấy, bác bảo Đức nhá. Nên điều chỉnh về trái cây. Tại vì sao tôi nói thế? Tại vì về cơ bản là bác chăm tốt, đấy, chế độ tốt là có chuyện nó bật lửa. Nhưng bật lửa ở đây ấy, là bác chưa điều được cái trái cây cho nó. À, bác bảo Đức nhá, chưa điều được trái cây. À, Hoàng Châu, anh Trâm hỏi giữa bàn chân của con chim có hai chấm đỏ. À, có chấm đỏ, chim thay ít nhảy nhót, chim sẽ chữa rất đơn giản nhá, rất đơn giản. Bác vứt bộ cầu đi cho em. Bác Hoàng Châu nhá, bỏ bộ ngay bộ cầu trong lồng của nó. À, bác điều trị nó bằng cách thay cho em hai cái cầu thẳng. À, bác bẻ cho em hai cành xoan đấy, bóc cái vỏ ra, ok chưa? Bóc cái vỏ ra cho em. Đấy, nuôi nó như thế. Thứ hai là bác bắt nó ra trước khi bác điều trị, và bác bắt nó ra, bác lấy cái oxy già, bác rửa sạch sẽ, sau đó bác lấy cái thuốc sát trùng OBV ấy, cái chai nước đỏ ấy, 15.000 một chai ấy, thấy chưa? Không biết là 15.000 hay là mấy em quên mất rồi. Sức ở cho nó. Thứ hai nữa là bác chịu khó bác lấy cái dầu mổ u, lấy dầu mổ u xoa vào chân cho nó và bôi lên cầu một tuần, tương hòa con nào nhanh một tuần, con nào chậm tầm nửa tháng hoặc là 20 ngày là ok, bàn chân khỏe quán lại, bác Hoàng Châu nhá. Rau sao? Bác cho hỏi chim lên giàn đang chơi tự nhiên xòe cánh ra rồi nhìn vào cánh nó bị sao ạ? Rất đơn giản, tình trạng này rất là nhiều, mà ngay kể cả bản thân em đây nhá, lâu lâu vẫn bị, thấy chưa? Lâu lâu vẫn bị, tức là trong quá trình con chim mới chơi, trong quá trình con chim mới chơi thì nó di chuyển, thì vô tình mà có một cái lông cánh nó trống ấy, nó trống, thì con chim nó đâu đâu nó đưa cánh nó xè ra nhỉ, không xỉa lông nhá, nhìn vào thôi, trong bỏ lại đấu tiếp. Đấy, tình trạng này có nhá. Đấy. Thứ hai nữa ấy, là một số nhà anh em nuôi con nuôi chim ấy bị mạt, thấy chưa, bị mạt. Đấy, cho nên là có nhiều con chim đang chơi cứ là tự nhiên đưa nhìn đến người này, hoặc là nhìn đuôi này, hoặc là nhìn vào đuôi. Đấy, nhìn giống như kiểu là nó có cái gì bò ở người nó, đó là tình trạng nó chỉ bị mạt nhá, anh em nên cải thiện. Bác rau xào nhá, được chưa? Tiến Đạt Nguyễn, chim thay lông mà không ăn cào cào, không ăn dế luôn, anh chỉ với bác ơi. Tình trạng này thì các bác nên chịu khó, có nhiều con chim ấy là các bác nuôi con chim ở cái ngưỡng gọi là nó bị nhà thức ăn, thấy chưa? Các bác muốn nó ăn thì cũng đơn giản, không gì khó cả. Các bác chịu khó trước khi mà các bác thay mồi, thay đồ, thay cám ấy, hay là thay mồi ấy, thì các bác nên để cho nó ăn tầm từ 2 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi để mình cào cào thôi nhá. Tập cho nó để ăn cho quen ăn lại. Bác Đình Nguyên nhá, đó là cái thay lông. Các bác nên để đó tầm từ 2 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi để cho ăn cào cào, sau đó các bác bỏ trái cây và cám lại cho nó nhá. Thi Sơn, chim em ăn trái cây nhưng bỏ chuối có sai lầm dạ? Những con mà bỏ chuối, đây là những con các bác nuôi rất chậm lửa và hầu như không có lửa. Bác Thi Sơn nhá, hầu như không có lửa và chơi rất yếu, thấy chưa? Vì con chim nó thay đổi thể trạng và các bác nuôi nó bị nhảm cho thức ăn. Tại vì chuối là thành phần chính của loài trào mào. Đấy, theo như cá nhân em được tìm hiểu và kinh nghiệm của em thấy, chuối là thành phần trái cây chủ yếu của trào mào nhá. Khi mà bỏ chuối là con chim rất yếu và chơi có thể nó có lửa để chơi đấy, nhưng mà nó chơi không đạt. Việt Đỗ, anh đẹp cho hỏi em chăm lông cám thắng mẹo dưỡng hoa quả thanh long đột đỏ cộng đu đủ cộng cam lông mượt mà đít màu cam có sao không ạ? Em cảm thấy không đẹp như một lông đít đỏ. Bác ca Việt Đỗ ơi, em đã từng chia sẻ rất là nhiều ở trên đây là 603 anh em, em đã từng chia sẻ rất là nhiều về cái màu lông đối với em ấy. Một số anh em là cứ nói là đít phải đỏ là mới tốt, lông đen đít tốt. Đối với em ấy, lông lưng đen, đít đỏ, bụng trắng, đây là một cái sắc tố lông và nó làm cho con chim trở lên đẹp thôi. Chứ chưa chắc đấy là một bộ lông khỏe, một bộ lông đẹp, ổn định. Các bác nhé, màu lông rõ ràng nó chỉ là một tô son cho con chim đẹp, được chưa? Còn chưa chắc là khỏe. Đấy, ok chưa bác? Cho nên là vấn đề mà cái đít nó đỏ hay nó vàng hay như thế nào đấy, đối với em nó không quan trọng. Quan trọng là con chim khỏe. Bây giờ các ông nuôi bộ lông và các anh em nuôi bộ lông ra đẹp đít đỏ mà không ăn giải được thì cũng bằng không, đúng không ạ? Đây này em chia sẻ thật lòng thế. Chứ còn đôi khi anh em là cứ hay kỳ thị, cứ hay gọi là phải thế này là phải thế kia, không phải thế đâu. Cái phải ấy là phải lấy giải. Đấy. Cái phải ấy là phải thể hiện trên da, thấy chưa? Đấy mới là cái phải cần. Đấy. Chứ còn cái đít đỏ thì cũng không quan trọng đâu, cho nên là bác cứ yên tâm cho em, cái quan trọng là bác nuôi bộ lông tốt khỏe. Đấy. Và đạt lửa con chim là được nhé.
Hiện chim em ăn ba chung kết. Tuần đi đã xe ok không bác? Không, chưa vội bác ạ. Giải tuần tại vì cái ngưỡng mà giải tuần và đấu trường nó khác nhau hoàn toàn bác Hiển nhé, nó khác nhau hoàn toàn được chưa? Cho nên bác muốn đánh cái giải xe thì bác nên cho những cái giải gọi là gần tạm gần dạng cái ngưỡng xe dễ hơn. Ví dụ bác đánh giải tuần với nhỏ vé ba xị đúng không ạ, bác có thể là cho nghỉ ngơi bác nuôi tốt và đánh vé năm xị cho em. Nếu như vẫn ăn giải đấy chưa? Vẫn ăn giải ok thì bác đánh cho nó tầm vé tầm 1 triệu cho tới 1,5 triệu ok chưa? Đấy, nếu như một cái tầm từ 1,5 triệu mà tới 2 triệu ok là lúc đấy bác đã giải xe bình thường, nếu mà giải là bình thường nhá bác Hiển nhá. Cho nên con chim mình phải nâng tầm từ từ lên chứ đừng anh em cứ thấy đánh nhảy tuần được bác vậy sao bác đánh nhảy xe là nguy hiểm, vì những con chạy xe là đại đa số là những con quá cừ khôi, kinh nghiệm đấu trường nhiều, nó quánh chim mình là mẹ về là nuôi là không ra hồn đấy nhá.